mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ lại là mình đây. đáng lẽ thì đúng lịch trình thì vào thứ hai thứ ba mình phải làm một cái video về nhận định thị trường. tuy nhiên là mấy ngày đó mình có một chút việc liên quan đến cả vấn đề sức khỏe nữa. À, ngoài ra thì vào cái thời điểm đó mình thấy rằng là những cái nhận định của cái tuần trước và tuần tuần trước nữa nó vẫn được giữ nguyên. nếu mà bạn nào có thể xem những cái video nhận định của tuần trước và tuần trước nữa mình nói về cái câu chuyện đó là thị trường sẽ khó đi lên ngay mà sẽ tiếp tục sideways và duy trì cái nhịp có thể là giảm hướng xuống à, và cái uh, quan trọng đó là chúng ta chưa thấy cái nhịp uh, cái 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 lực cầu tham gia vào thị trường tức là cái nhịp mà mà sẽ đẩy giá lên đấy bắt đáy và đẩy giá lên đấy à, và đến cho so đến tận thời điểm mà hiện tại là hôm nay ngày 30 tháng 9 là ngày cuối cùng rồi ngày mai chúng ta sẽ bước sang một cái tháng mới mình tính là định để đến ngày mai mới làm tức là bắt đầu của tháng mới thì nó lại vào thứ bảy thứ bảy à, thứ sáu ngày mai là thứ sáu đúng không ạ thì nó sẽ vào thứ sáu à, nhưng mà ngày mai nó vừa vào đầu tháng nó lại vừa vào những ngày cuối tuần mà thì nó sẽ nếu mà chờ đến hết cái đầu tháng cái cuối tuần thì nó sẽ khá là dài có thể sẽ có một số cái biến động có thể diễn ra vào đầu tháng vì vậy là mình đã kéo dài nó để đến ngày cuối cùng của tháng để mình làm và chúng ta cùng nhìn lại xem thị trường trong cái tháng vừa rồi như thế nào chúng ta trông chờ vào điều gì và cái gì đang diễn ra Ờ, nhắc lại một chút thì chúng ta tất cả mọi người vẫn đang khá là chán nản đúng không ạ mình biết rằng là mọi người đã nhìn thấy cái nhịp lên xuống của Bitcoin liên tục ở cái vùng giá 40.000 này rồi rất nhiều anh em đã nói đến câu chuyện đó là giá nó sẽ về 37 38.000 rồi đúng không ạ tuần trước là chúng ta cũng có nói đó là cái mốc giá 37 38.000 này là hoàn toàn có thể sẽ bị thị trường sẽ đẩy về Tuy nhiên mình có nói rằng là mình rất mong đó là không đóng đến dưới vùng 40 39 40.000 mình đấy là một cái nhịp mà mình có nói đó là nếu đóng lên dưới ba chín bốn mươi thì theo mình là rất xấu và mình thấy rằng là nhà tạo lập nó họ nên bảo vệ cái vùng giá này thì cho đến thời điểm hiện tại cuối của tháng 9 rồi chúng ta cũng đã thấy là chúng ta vẫn đang bảo vệ được cái vùng giá này tính từ cái thời điểm mà giá giảm sâu bắt đầu nhịp giảm thì chúng ta đã có 11 ngày 11 ngày thì chưa dài tuy nhiên là 11 ngày à không chúng ta sẽ tính từ cái nhịp giảm trên này mới đúng chứ đúng Đó khi giảm hiện ra 23 ngày và giảm sâu nhất là đến 25%, thì chúng ta vẫn chưa bị một cây nến nào đóng nến dưới vùng 40.000, chứ chưa nói là đến vùng 29.000. Chúng ta đang có một cái vùng bảo vệ giá 40.000 này khá tốt. Nhìn qua một chút về biểu đồ chúng ta luôn làm đúng không ạ? Đó là chúng ta phải nhìn top down, tức là từ trên xuống dưới. Thì chúng ta sẽ xem biểu đồ đến tháng ở tuần trước thì mình có nói đúng không ạ? Mình rất là sợ chúng ta sẽ có một cái cây nến với cái nhịp mà cái dâu dưới thì ngắn và cái thân giảm sâu. Mọi người thông cảm thì tại vì mình mình vẫn đang đang họ họ mình nó đang hơi có vấn đề một chút. Thì uh, chúng ta rất sợ một cái cây nến mà nó có cái nhịp bóng nến dưới thấp và cái thân nến dài thể hiện rằng là cái lực xuống rất là vững thì chúng ta chỉ còn có 22 tiếng thôi không biết rằng là liệu 22 tiếng này thì có gì biến động hay không thì tuy nhiên là mình hy vọng mình rất hy vọng đó là cây nến của chúng ta sẽ đóng ở một cái dạng uh, có cái thân nến bên dưới càng cái bóng nến bên dưới càng dài càng tốt tức là cái phần nến này nó đóng lên trên càng cao càng tốt uh, có thể là chúng mình tính nữa mình sẽ nhìn xem là khung D khung H4 nó có cho chúng ta cái điều đấy không nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang có một cây nến tháng uh, tạm chấp nhận được sau 2 tháng tăng giá thì có một cây nến uh, giảm thì cũng theo mình thì cũng không có gì là bất ngờ đâu nhịp tăng nó sẽ phải hồi phục từ 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 và nó sẽ phải có những cái nhịp uh, nhịp check down tức là nhịp rũ uh, bỏ uh, cần thiết uh, và một nhịp giảm 25% theo như mình rằng là đã là một nhịp giảm tương đối rồi uh, và cái volume giảm nó cũng không không cao mọi người thấy đúng không ạ volume, volume của cái tháng này nó thấp hơn tháng trước trong vòng một ngày thì khá là để nó khá khó để nó vượt hơn tháng trước à, và cái volume này thể hiện rằng là lực bán là có nhưng cũng không quá mạnh không quá mạnh và cái lực bán nếu như cái cây chúng ta coi rằng là cái cây nến tháng này này cái nến tháng đỏ này nó là một cái cây nến rút bỏ thì cái phe hấp thu nhịp bán mình nghĩ rằng là họ đã hấp thu khá tốt rồi hấp thu khá tốt tức là khi mà cái lực bán của những cái nhóm nhà đầu tư nhóm nhà tạo lập họ họ bán ra Họ bán ra hết những cái hàng của những người tay yếu ấy, họ bán ra hết rồi Thì um, giá nó sẽ có thể có cơ hội tiếp tục đi lên uh, Có thể chưa ngay, nhưng mà chúng ta, đây là một tín hiệu tốt ở cây nền tháng Cây nền này cho cho chúng ta một cái trạng thái trung tính Một cái trạng thái trung tính không quá xấu Nhưng nếu như mà từ giờ đến cuối ngày Mà nó đóng đến ở bên dưới cái vùng 40.000, 39.000 thì chúng ta phải loạn là câu chuyện khác nhé uh, Nhưng cây nền tháng là cho chúng ta nhịp trung tính về các chỉ báo thì sao? Các chỉ báo thì uh, mình thấy nó đã nguội đi khá tốt. Nó đã nguội đi khá tốt. Hiện tại RSI ở mức 62, vẫn là tốt đúng không ạ? stop ở mức 60, không có vấn đề gì. Nhiều người nói rằng là đây là một dấu hiệu để cho RSI thể hiện rằng là nhịp này là một cái nhịp giảm, bắt đầu đi vào nhịp giảm dài hạn, tức là chen đấy. Thì uh, mình cũng không không thì đối với mình thì mình cũng không nghĩ rằng là nó đã quá xấu đến mức như thế mà nó không quá xấu đến mức như thế chúng ta sẽ có một nhịp giảm đâu đó về kể cả hoàn toàn đến ai có thể giảm về đến vùng 50 50 53 và chúng ta có nhịp bật lên thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng vào rằng là RSI nó sẽ quay trở lại nhịp tăng là bình thường vì vậy là đừng nhìn vào đây mà đã nghĩ rằng là nó sẽ đi thủng luôn cái trendline này để đi xuống mình nghĩ rằng thế là cái nhận định nó quá sớm nhất là với một cái khung lớn như là khung tháng như này Uh, rất là khó để chúng ta nhận định theo kiểu như vậy. Chúng ta có một cái dấu hiệu là lực sức mua, sức mạnh mua giảm đi, mình không phản đối, thể hiện ngay trên đường giá suốt trong giai đoạn vừa rồi. Nhưng để nói rất nhiều người nói đó là RSI đã đi vào cái chen um, giảm thì rõ ràng chúng ta chưa đi vào chen giảm đúng không ạ? Chúng ta còn có một trend line đỡ ở đây rất là vững bền và phải nói cho cùng rằng là trend line của chúng ta ở lúc thấp nhất mới chỉ là 46 và vì kỳ down trend này. Sau đó chúng ta lại có một nhịp thấp hơn là khoảng 50 này và suốt trong vòng từ cái lúc đây là đô thị của Binance thôi Thế nhưng nếu như từ lúc mà Bitcoin ra đời giờ chúng ta trên cây nền tháng chúng ta chưa một lần nào chúng ta có cái sức mua thấp hơn à, sức bán cả mình khẳng định với mọi người thấp nhất đây là 46 thì hơi thấp hơn một chút xíu nhưng gần như gọi là ngang bằng chứ còn chúng ta đều trên 50 hết rõ ràng rằng là Bitcoin là một cái tài sản mà người ta vẫn đang muốn mua nhiều hơn là muốn bán trong dài hạn cái này là chúng ta thấy là cái chuyện không thể số cãi vì vậy rằng là có thể nhận định trong dài hạn nó sẽ còn tăng là chuyện rất bình thường không có gì chúng ta phải quá lo lắng ở những cái chỉ báo này vậy thì sang khung tuần thì sao chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc khung tuần ba ngày nữa cũng cũng còn khá lâu đúng không ạ và lại một lần nữa chúng ta có một cái cây nền tuần đóng nến vẫn bảo vệ tốt đường bollinger nâu no. giờ giữa đúng không ạ bollinger mid à, và đó là một cái tín hiệu tốt tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn về volume thì chúng ta có thể thấy cái cây nến tuần trước cái cây nến tuần trước chúng ta đã có một cái nhịp bắt đáy khá ổn thể hiện được xác nhận bằng cả volume Tới đến này thì chúng ta còn 3 ngày nữa tức là chúng ta đã trôi qua khoảng độ 3 ngày rồi 3 ngày 24 giờ chúng ta đã trôi qua một nửa của tuần rồi nhưng mà volume thì thấp mà người thấy đúng không ạ volume chúng ta là volume thấp volume thấp như thế này lại đi kèm với một cái nhịp đã từng rất là nhiều lần xả giá xuống vùng cả thể hiện rằng là lực bán nó càng ngày nó càng giảm đi đây là một tín hiệu tốt ở trên khung tuần mình đánh giá với góc nhìn của mình đó là một tín hiệu tốt cho cái câu chuyện sẽ tăng trong uh, ngắn hạn uh, về nhìn về chỉ báo thì sao nhìn về chỉ báo chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ nhìn về RSI chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái trendline RSI như thế này và nếu như mà tiếp tục giảm nữa tức là RSI trên khung tuần có thể giảm xuống đến 44% đã từng có lúc xuống 42, xuống 44 thì chúng ta sẽ có nếu như chúng ta nhìn ở trên này chúng ta có một cái đường khá dốc đúng không ạ? Trên line này thì khá dốc. Ok. Về RSI thì chúng ta chưa thấy có một nhịp uh, nhịp nhịp thể hiện cái sức bán mạnh nhưng chúng ta cũng chưa thấy một cái nhịp sức mua quay trở lại. Chúng ta vẫn đang đương ở vùng ở uh, vùng 50. Chúng ta nói chung cái này vẫn mình còn nói đầu clip rồi, đó là điều mình nhìn thấy. Uh, RSI không quá tốt RSI không quá tốt, chúng ta không có những cái uh, cái nhịp tăng lên mạnh của RSI Mình kỳ vọng rằng là nếu như RSI uh, sẽ tiếp tục đi test về vùng này và đi lên thì là tốt nhất Hoặc là nếu nó thủng thì chúng ta sẽ hơi mệt Tuy nhiên rằng là nếu ở trên RSI ở trên khung tuần thì chúng ta có thể đánh giá rằng là Cái nhịp tăng có thể sẽ chưa trở lại ngay Đồng uh, xác nhận với nó đó là chúng ta có chút Stochastic đã bắt đầu đi vào xuống giảm đi vào xuống giảm thông thường thì một cái nhịp giảm như thế này nhiều người sẽ kỳ vọng đó là nó nhào giảm rồi nó sẽ đi tăng đi như thế này thì mình nghĩ rằng là hơi khó à, so tích theo mình nó sẽ là một nhịp đi xuống đấy nó sẽ rồi mình là một nhịp đi xuống rồi nó lại hồi phục lên vậy thì hai cái này kết hợp với nhau thì mình có thể phòng lán dựa trên chỉ báo đó là chúng ta sẽ có một nhịp tiếp tục nhồi giá xuống tuy nhiên là không quá sâu có thể thậm chí test về vùng 37-38 nghìn nhưng sẽ hồi phục lên ngay không đóng nến ở dưới vùng 40 nghìn là tốt nhất tức là một nhịp nào đó giảm sâu sau đó hồi phục lại đi lên ngay thì là tốt nhất nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ còn tiếp tục cái nhịp đẩy giá xuống thêm một thời gian nữa có thể rằng là có thể chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 1 cho đến 2 tuần tức là đâu đó nửa tháng 10 chúng ta sẽ vẫn còn chưa thấy cái nhịp tăng quay trở lại chưa thấy nhịp tăng quay trở lại đấy là trên cái đồ thị đến uh, tháng tuy nhiên đồ thị đến tháng thì mình chấm điểm đó là đã có dấu hiệu tăng nhẹ có cái tín hiệu tốt cho nhịp tăng đồ thị đến tuần thì chúng ta thì sao mình hay vẽ cái vùng này vì mình có nói đó là vùng 42 cho đến 40.000 là một vùng đoạn nhưng mà ra chúng ta thấy là vùng 42 chúng ta đã mất rồi và chúng ta đã chuyển xa chúng ta đang đi tìm cái vùng giá bảo vệ đó là vùng từ à, gọi là vùng 40.000 mình thì mình hay gom tại vì mình không muốn quan điểm của mình mình nói với rất nhiều người rồi đó cũng nó cũng phải quan điểm đâu đó là cái rất tất cả mọi trader có kinh nghiệm họ đều nói đó là vùng kháng cự chứ không ai nói đó là đường kháng cự nên là mọi người hãy cố gắng xác định cái vùng kháng cự là một vùng giá nó sẽ có thể khá rộng đấy nó sẽ có thể khá rộng chứ không phải là nó sẽ là rất là ngắn đâu nhiều người cứ nói là mốc 40.000 mốc 39.000 nhưng mà như thế là không đúng chúng ta phải nói thông thường đó là gì mốc 40 39 đến 40.000 thì cái vùng giá nó sẽ chạy ở trong đó có thể nó sẽ hơi đóng đến bên dưới có thể nó sẽ chạm và nó hồi phục lên rồi nó lại quay trở lại và nó sẽ đi đi ngang đi đi sideways trong vùng giá đó đó là vùng kháng cự cho nên đừng mọi người đừng bắt bẻ rằng là tại sao đã có lúc nếu nó đóng ở 39.600 ở khung nhỏ hơn thế thế là nó, mà tại sao rồi nó lại không đi xuống có phải phân tích kỹ thuật sai không thì không phải vùng giá của chúng ta vẫn được đảm bảo chúng ta vẫn đang được đảm bảo rất tốt ở đây mọi người nhìn rất rõ đúng không ạ chúng ta đã có liên tục xem nào 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây nến trong vòng 10 ngày, 9 ngày Chúng ta đã có 6 trên 9 ngày giá cố tình đâm xuống vùng 40.000 Và không thủng Đấy là một tín hiệu tốt trên khung ngày Thể hiện rằng là đây là một cái vùng giá mà Các cái nhóm tay chơi trong thị trường không muốn thủng trong thời điểm hiện tại Trong thời điểm hiện tại thôi nhé Chứ còn nếu mà nó nó, nó có hoàn toàn là có thể nó nhồi lên rồi nó xuống Đấy mình không thể dự đoán được. Rồi, tuy nhiên mình cứ nhìn vào hiện tại thì chúng ta thấy rằng là à đây là một vùng giá bảo vệ tốt. Nó là vùng 40.000 là một vùng mạnh, chúng ta có một vùng giá mạnh được tuân thủ được tôn trọng. Đây là một tín hiệu tốt để thể hiện rằng là đây sẽ là uh, VTC mạnh, VTC mà những anh em đã học cái khóa học của mình thì đã nghe đã, đã đã hiểu về cái VTC là gì đúng không ạ? Đó là cái vùng mà mình rất là kỳ vọng nó sẽ được bảo vệ. Thì cái vùng này nó đang làm tốt cái việc đó, và cái việc này nó hoàn toàn tốt trên khung này Chúng ta cũng đã thấy rằng là tích nó đã đi gần về cuối rồi Và hoàn toàn là nếu như nó cứ tiếp tục Đi sideways trong cái giai đoạn như thế này nữa Thì tích nó sẽ đi xuống cái vùng quá bán và nó sẽ đó một dấu hiệu trên khung này để nó bắt đầu đi vào nhịp tăng Ở trên khung này chúng ta nhìn vào RSI chúng ta thấy đã có những lúc uh, Về vùng 34 RSI đang về vùng 34 Và nếu mình có nói đúng không ạ, nếu như mà cây nến này Về giá ấy, mà đóng bên dưới 39 40 nghìn ấy, thì hoàn toàn nó có thể đó là RSI của chúng ta thủng Thủng về dưới 30, dưới một cái uh, Vùng Chainline uh, uh, Dưới một cái VTC của RSI như thế này đúng không ạ, chúng ta hoàn toàn rất sợ cái điều đó bởi vì nếu nó thủng chúng ta sẽ có những cú Panic Sell Hoàn toàn nó có thể sẽ đẩy cái giá nó đi xuống sâu hơn những gì chúng ta mong muốn nhưng mà rõ ràng là về về RSI chúng ta vẫn đang có một cái và rất nhiều người đang dùng vùng 70 30 để giao dịch đúng không ạ? Vùng 70 30 tức là chạm vào 30 họ đã bắt đầu mua lên. Thì với RSI mình thấy rằng là cái cái sức mua nó đang chưa lớn bằng sức bán thể hiện bằng RSI trên khung D là rõ nhưng nó đang có dấu hiệu phục hồi và nó đang tuân thủ tốt thể hiện rằng là rất nhiều người chờ bạn đáy bắt tay theo RSI bắt tay theo vùng giá à, vậy thì cả RSI cả tô tích cả Um, mẫu hình giá nó đang cho chúng ta một kịp rất là tốt cho tăng khung D mình đánh giá đó là một nhịp tốt cho 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 sự đi lên vậy chúng ta đã có khung tuần tốt cho đi lên chúng ta có khung tháng đi ngang chúng ta có khung ngày tốt cho đi lên lần này chúng ta đã thấy khá hơn rất là nhiều đúng không ạ khá rất nhiều so với cả những cái giai đoạn phía trước tuần trước mà mình nhận định hai ba tuần trước mình nhận định cái tín hiệu mặc dù giá nó không thay đổi nhưng chúng ta đã thấy có những cái tín hiệu tốt hơn à, phân tích kỹ thuật nó cho chúng ta những cái vấn đề như thế chúng ta nhìn nhận được chứ còn nếu như các bạn không hiểu về phân tích kỹ thuật các bạn chỉ thấy rằng là a à, nó vẫn cứ ở 40 000 a à, nó vẫn cứ ở 41 000 à, an coi nó vẫn cứ giảm ừ, thì thì đó là các bạn sẽ thấy đó tình trạng nó không có gì thay đổi cả nhưng với những anh em mà nào mà nắm được phân tích kỹ thuật hiểu sâu phân tích kỹ thuật thì có thể nhận thấy những cái biến đổi ở trong cái tình trạng thị trường rồi quay về tình trạng thị trường chúng ta có nói đó là hay dùng cái biểu đồ fear and great, đúng không ạ? tuần trước chúng ta đã có một nhịp 27 mình có nói ở trong một video là nếu tuần này hoàn toàn nó để xuống 20 đúng không ạ và nó đã xuống đến mức 20 rồi ngày hôm qua nó là 24 ngày hôm nay nó là 20 mọi người thấy đúng không ạ cái thị trường thì người ta lại sợ trong khi với anh em phân tích kỹ thuật thì lại đang thấy không sợ đó là cái sự khác biệt giữa 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 hai phe và đừng để cái số đông nó lại làm và rất nhiều chúng ta đã nói ở rất nhiều video đó là 20 thì chúng ta bắt đầu mua 80 chúng ta bắt đầu bán đúng không ạ? Tuần trước thì khi mà 73 tháng trước thì giá nó sập và bây giờ khi mà nếu mà các bạn đã thấy về vùng 70 80 các bạn thấy nó sập các bạn không mua nữa, các bạn bán ra thì lý do gì mà ở vùng 20 này các bạn lại không mua vào? Nếu mà các bạn đang là những người mà rất là thích dùng cái chỉ báo này đúng không ạ? Hãy sử dụng nó với một cách đồng bộ. Tức là nếu các bạn dùng vào 80 bán ra thì các bạn hãy dùng vào 20 mua vào giúp cho mình. Nhưng nói chung nhìn lại về cái chỉ báo tham lam sợ hãi thì này thì toàn bộ thị trường đang rất là sợ, rất là sợ cho một cái nhịp giảm. Cái này chúng ta đã thấy đó là một cái phe phân tích kỹ thuật ở nhiều hội nhóm cứ đã nói về vùng 37.000. À, và chúng ta sẽ xem tiếp xem là liệu nó có thể hay không ở cái vùng chúng ta soi vào cái 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 cái, cái timeline tham time, tham time frame nhỏ hơn nhé à, một cái thông tin mà mình rất hay theo dõi trong cái thị trường đó là cái đồng ổn định thì rất là đáng mừng. Chúng ta có một sự tăng trưởng ở đồng ổn định từ cái thời điểm ngày 27 nói chung là chúng ta thấy đúng không? chúng ta có một sự tăng trưởng ổn định chúng ta chưa có sự giảm ra đó là gì tiền đang được bơm vào thị trường này tiền mới đang được đổ vào ở cái đường màu hồng tức là BUSD có một sự giảm nhẹ chúng ta thấy đó là BUSD đã giảm từ 13,7 tỷ bây giờ chỉ còn có 13,4 lạ 13,5 tỷ tức là khoảng 200 triệu không lớn đúng không ạ nhưng ở các đồng khác chúng ta đều thấy tăng đặc biệt là một cái sự uh mừng đó là chúng ta có sự tăng của đồng USDC. USDC đã tăng từ 29,5 tỷ lên đến 31,5 tỷ chỉ trong vòng có bao nhiêu ngày? Chỉ trong vòng có từ ngày 22 đến giờ, tức là trong vòng 8 ngày. Chúng ta đã có 2 tỷ đô mới được nạp vào thông qua USDC. USDC đó là một cái nhóm mà các cái tổ chức lớn ở phương Tây họ rất thích đúng không ạ? Rất thích ôm à, và hoàn toàn có thể giải thích cái BUSD này có thể là nhiều tổ chức Trung Quốc họ trong cái cú cấm vừa rồi họ phải lấy tiền ra để đảm bảo an toàn à, cho nên là BUSD giảm thì không có gì bất ngờ nhé mà giảm này giảm nhẹ theo mình là giảm nhẹ đó là tín hiệu tốt tín hiệu tốt trong cái vấn đề là số tiền đang được bơm vào anh em có thể xem cái phần video của tuần trước tuần trước nữa xem là cái market cap lúc đó là bao nhiêu nhé mình mình lại xem lại nhưng mà mình biết là nó có tăng lại tăng mấy tỷ đô rồi cái trading volume thì nó vẫn đang giảm cái khối lượng giao dịch về USDT nó đang giảm cái chuyện đến là chuyện bình thường thôi khi chúng ta đang vào cái nhịp giảm mà chúng ta đòi uh, volume tăng mạnh thì đôi khi nó lại là vấn đề khốn nạn đấy cho nên là nó giảm là chuyện bình thường mình sẽ không nhắc đến cái volume chúng ta sẽ ngó qua về tin tức đúng không ạ trong mấy cái ngày vừa rồi nó thật là mình mình không xem theo dõi thị trường quá nhiều đâu mình biết nó giảm và mình đã quyết định rằng là mình uh, ôm cái lượng an coi còn lại mình sẽ không phát cái phần phát mình đã phát hết rồi mình chưa mua lại nhưng mà có thể tuần sau mình sẽ cân nhắc cái chuyện mua lại tin tức thì mình ngó qua mình không thấy có nhiều tin tức xấu nhưng mà cái xấu nhất đó là câu chuyện của Trung Quốc và cái sụp đổ của thị trường uh, chứng khoán, sụp đổ của thị trường chứng khoán, à, một cái bể đào, một cái uh, nhà máy đào Ethereum đã phải đóng cửa bởi vì cái lệnh cấm của Trung Quốc. Ok, tức là Trung Quốc họ đang cấm rất chặt. Mình sẽ nói một cái về vấn đề. Uh, pháp lý và những cái tương lai của thị trường theo góc nhìn của mình dựa trên những cái biến đổi của pháp lý ở một video sắp tới mọi người hãy cho mình xin một like bật chuông để được bằng cập nhật những cái video đó kịp thời nhất cảm thấy Alibaba cũng bị cấm liên quan đến crypto ADA Bitcoin Bridge đây tín hiệu là dạ, đây là level phân tích kỹ thuật mất 100 tỷ hai ngày trước etc mất, China cấm cả Trung Quốc cấm cả cô Co cả Coinmarketcap và mình cũng sẽ nói với mọi người về câu chuyện cấm ở của thị trường crypto và nếu nó bị cấm thì sao ở trong cái video đó khi nó sắp tới. Nói chung cái tin xấu thì chùm lấp của nó đó là tin Trung Quốc, tin tăng thì sao? À, châu Âu đã trở thành cái gì đây? Nền kinh tế lớn nhất thế giới về crypto nhờ cái sự phát triển của DeFi thì nữa mình đọc kỹ cái này châu Âu hay là Mỹ thì họ gom nhưng mà mình thì mình hay gom phương phương Tây và phương Đông phương Tây là mình sẽ gom châu Âu với Mỹ các nước ở phía châu Âu à, ở phía Tây Tây bán cầu phía Đông thì mình sẽ gom những cái nước như thế châu, châu Á Trung Quốc rồi Nhật rồi Hàn Quốc rồi thậm chí nhiều khi mình còn gom cả Nga vào tại vì mình thấy cái cái, cái, cái tư duy của Nga với Trung Quốc với các nước này nó gần nhau hơn so với cả các anh uh, châu Âu kinh tế cũng thế, độ mỏng, độ đóng, độ mờ. XAP rồi lại vẫn đang kiện Ripple và đang muốn tắt tay với cả SEC. Ờ oh, về OK. Trader El Salvador đã bước đầu tiên để đào bằng núi lửa. OK. Mình thấy rằng là cái đây, Ark Invest, cái ETF lớn nhất đã mua cổ phiếu Coinbase à? OK, tức là đồng trên cái thể hiện của cái tiền bảo thị trường chúng ta thấy cái nhóm cái nhóm châu âu cái nhóm mà những cái quỹ những cái tổ chức những cái tay chơi về chứng khoán những cái người tạo lập theo cái nhóm um, gọi là uh, nghiêm túc ấy, theo nhóm đàng uh, hoàng theo nhóm mà không ẩn danh ấy họ đang công khai họ vẫn đang ủng hộ tiếp tục cái sự phát triển của crypto mình thấy là có một sự công khai mặc dù chính phủ Mỹ mặc dù chúng ta đọc báo thấy rất nhiều những cái tin đang muốn đưa crypto vào cái khuôn khổ thậm chí là khuôn khổ rất xấu nhưng chúng ta vẫn thấy cái nhóm phía phía, phía nghiêm nghiêm chỉnh phía tinh hoa họ đã chọn và họ vẫn chọn crypto đó là một tín hiệu tốt về mặt tin tức về cái chúng ta sẽ nhìn qua về cái câu chuyện số bitcoin ở trên sàn đúng không ạ chúng ta đã thấy lại một lần nữa nó đã giảm và giảm và giảm Hình như đây là cái lượng giảm thấp nhất trên sàn cái số Bitcoin gọi là trên sàn ở mức thấp nhất uh, mọi thời đại. Chỉ còn có 2,373, 2,3 gọi là 2,4 triệu Bitcoin ở trên sàn và nó là thấp nhất. Rất là bực đúng không ạ? Cái cái uh, crypto quan này khi nó update lên xong cái cái độ lag của nó rất là rất là khó chịu chúng ta sẽ chuyển sang khung giờ chúng ta thấy đó là nó vẫn tiếp tục giảm có một sự hồi phục nhẹ chắc là có một nhóm vẫn đưa vào điểm bán chuyện này bình thường thôi nhìn rõ hơn một chút thông qua cái việc đưa vào rút ra của bitcoin chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn vừa rồi sau những cái ngày bán đâu đó khoảng năm nghìn bitcoin đưa vào bán bực mình thật đấy mình hy vọng là cái tổ quan sẽ sớm cải thiện cái này chứ còn mình vẫn bắt đầu thấy nó không đáng tiền nữa rồi rất là giật lag Năm nghìn này, rồi hai nghìn tư này, rồi tám trăm này thì chỉ mấy ngày sau thôi Chúng ta đã có một cái lượng rút ra còn nhiều hơn lượng đưa vào hấp thu hết à, Đây là bắt đầu mình đã thấy có dấu hiệu có cái sự hấp thu Sự bắt đáy của một nhóm nhà tạo lập Và ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày hôm qua thì có một cái nhịp đưa vào khoảng một nghìn hai Bitcoin Không nhiều, mình thấy chưa có gì đáng lo cả <laughs> Nhìn vào khung giờ thì chúng ta sẽ thấy đó là À, trong mấy giờ vừa rồi thì lượng đưa vào nhiều hơn là lượng rút ra vậy có thể rằng là sẽ có một sự giảm nhẹ tiếp tục trong những cái khoảng tháng sắp tới giá sẽ không bay cao vào đâu à, chúng ta nhìn về thấy thôi để chúng ta thấy rằng là cái việc mà bitcoin đang được lấy ra khỏi sàn đó là một tín hiệu tốt chúng ta ngó qua về cái thợ đào đi thợ đào phía trung quốc xem động thái của họ là gì mình vẫn thấy rằng là chưa có cái nhịp bán của thợ đào MPI vẫn ở mức âm không có gì đặc sắc lắm có thể tuần sau hoặc là những video sau mình sẽ nói thêm về những cái chỉ áo khác của cái crypto quan nhé mình thì mình vẫn dùng nhưng mà mình thấy tống hết vào một video thì nó dài quá nhiều người sợ không không để ý nhưng mà nếu các bạn cũng muốn nghe những cái phân tích của mình trên cái đó thì hãy để thể viết và comment rằng là à, tôi quan tâm đến phân tích on chain nhiều hơn để trong những cái video thì mình có thể sử dụng cái uh, on chain để mình phân tích nhiều hơn À, quay lại về vấn đề như thế này khung D chúng ta đã vẽ xong và nó đang còn dấu hiệu tăng nhưng là vậy thì sau khi chúng ta phân tích về tin tức về on chain thì chúng ta lại thấy rằng là gì nó sẽ còn có thể nó sẽ đi tiếp tục đi ngang thêm một thời gian nữa theo mình rằng là đến đầu tháng 10 nó sẽ vẫn chưa bật bứt phá tăng được đâu à, vậy thì bây lời khuyên mua bán là gì đây không phải là lời khuyên đầu tư nhưng đây là những gì mình sẽ làm này thứ nhất là mình sẽ bắt đầu giải vốn ra mình mua ở vùng giá này bắt đầu giải vốn ra mua các đồng ăn coi trở lại ở vùng giá này của bitcoin mình đâu đó bây giờ mình chỉ còn gần như mình đã hết cái phần lợi nhuận rồi lợi nhuận mình còn nói trong các video cũ mình đã gần như hết rồi và mình đều chạm stop loss hết các đồng coin của mình phần lớn đã chạm stop loss hết đã thoát ra gần hết vào thành u rồi mình chỉ còn giữ lại một số những đồng coin mà vẫn còn đang dương nhiều chưa chạm stop loss hoặc là những cái đồng coin mà mình sẽ hold lâu dài ví dụ như là con FTT ví dụ như là con uh, Raka thực ra là mình vẫn đang giữ mặc dù nó rẻ à, uh, đây là hai con mà mình đang uh, mình đang phân bổ số vốn khá nhiều vào và mình đang vẫn đang giữ mặc dù giá nó giảm và mình đang có cân nhắc là mình sẽ mua thêm ấy hai con FTT và Raka nhưng mà đây không phải là khuyên đầu tư nhất là con Raka là con rất mạo hiểm thì uh, cái vấn đề mình mình sẽ mua vào đây thêm đâu đó mình sẽ giải ra để cho tổng số vốn mình vào đây vùng này khoảng đâu đó 25 phần trăm vốn và nếu như giá nó tiếp tục có một nhịp giảm sâu xuống cái vùng 37 38.000 này thì mình sẽ mua thêm vào khoảng cỡ độ À, để cho cái số tổng số nắm giữ của mình khoảng độ 66% 66% ở hai vùng giá này còn nếu thấp sâu hơn nữa thì mình sẽ chung mình giá tiếp nhưng mà lúc nào mua thì mình sẽ nói sau đó là cái câu chuyện nếu giá rẻ và câu chuyện mua long shot thì mình không khuyên các bạn không có kinh nghiệm đánh ở trong vùng này mặc dù là mình thấy những cái nhịp vừa rồi đánh khá ngon đấy khi giá sai quay này nếu mà bạn nào mà, mà 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 tham gia cái khóa học của mình đã thấy Nó là rất nhiều vùng mua và rất nhiều tín hiệu tốt cho chúng ta cả về chỉ báo cả về à, on chain đáng là chúng ta mua thậm chí là kể cả các bạn tham gia vào đánh short tức là đánh theo thuận xu hướng thì cũng rất nhiều những cái tín hiệu rất rõ ràng để chúng ta bán xuống chúng ta là có thể ăn đâu đó ăn những lệnh khá là dài RR đẹp RR giờ bằng ba bằng bốn bằng năm và ít nhất chúng ta chỉ trong vòng có 8 ngày chúng ta phải được chụp lệnh rồi <laughs> tuy nhiên mọi người hỏi là mình có đánh hay không thì mình có chơi nhưng mà mình chơi mấy ngày vừa rồi 8 ngày vừa rồi mình vào được ba lệnh và mình may mắn là mình thắng cả ngày ba lệnh và mình ưu tiên cái lệnh short nhiều hơn là lệnh long gần như là mình không có lo tại vì thứ thời gian của mình không theo dõi được thị trường nhiều thứ hai là mình quan điểm là đánh ít lạnh thôi ăn đủ là được nhưng khuyên các bạn đó là long sót trong giai đoạn này nếu như các bạn không thật sự hiểu mình đang làm gì ấy, thì đừng cố gắng sờ vào tại vì giá nó vẫn còn có cơ hội nó sẽ đâm thủng hoặc là giá có cơ hội nó sẽ đi vượt lên một số những vùng mà các bạn kỳ vọng bởi vì là giai đoạn này là những cái nhịp cuối cùng thứ nhất nó là cuối tháng thứ hai nó là nhịp cuối cùng để nó rũ bỏ hoặc là những cái phe sàn còn đánh cháy các bạn thì nó sẽ đi đưa cái giá đi rất là hỗn đấy nó sẽ đưa cái giá đi nhiều khi các bạn sẽ không tính toán ở đâu vì vậy nếu như các bạn không có kinh nghiệm không biết mình đang làm gì với long sót chỉ đánh dựa trên cái vấn đề tâm linh ấy thì mình khuyên là đừng đánh có thể thắng một vài lệnh rồi lại thua nhiều hơn Nói nhất là những bạn nào mà chưa đặt được cái thói quen dùng sl chưa biết đặt sl với đâu cho nó đúng thì càng nên rời bỏ thị trường về future trong giai đoạn này chúng ta nhìn qua tuần trước mình quên nói về cái Bitcoin dominance đúng không ạ Bitcoin dominance là một cái thứ mà chúng ta rất hay quan tâm Ờ nếu mà chúng ta nhìn về đến ngày đi chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta có một cái vùng cản ở vùng 39 40 phần trăm rất là tốt giá nó đi đến đây chúng ta sẽ bật xem giá của chúng ta sẽ đi như thế nào nhá chúng ta ngay lập tức chúng ta thấy đúng không ạ khi mà Bitcoin dominance nó giảm nó lại đi cùng với một cái nhịp giảm của thị trường mọi người thấy này giá giảm sâu thông thường là những lúc như thế này thì người ta sẽ nhảy từ an sang bit để cho cái bitcoin nó hồi phục thế nhưng mà chúng ta lại thấy đó là giá giảm bitcoin mình nó cũng giảm trong suốt cái giai đoạn này à, đó là thể hiện là những cái phe độc lập họ chưa nhảy từ an sang bit mà sau đó mọi người thấy này khi mà bitcoin mình nó tăng lên giá cũng tăng lên nhiều người sẽ nói rằng là ở đây rất là lúc người ta nhảy từ A sang bit để cho mua giá vào để đẩy Bitcoin lên thì không có đâu những cái nhịp giảm rất là nhanh giảm sốc như thế này, này, thì ông nào ông ông nhóm nhỏ lẻ là ông không thoát kịp rồi ông ấy nằm im trên thít rồi lúc người ta khoản ông chia rồi còn cái nhóm nhà tạo lập ấy nó sẽ không có nhảy theo cái kiểu đến máy nó mới nhảy sang đâu nó sẽ nhảy rất sớm thôi nó sẽ nhảy ngay từ cái nhịp bitcoin ra nó đã bắt đầu nhảy nhảy, 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 dần rồi nó nhảy dần về có thể nhảy về u có thể nhảy về bít để nó an toàn hơn rồi tại vì khi mà biết giảm thì an nó giảm sâu hơn mà nó sẽ phải nhảy về cái tài sản giảm ít hơn cho nên khi mà cái nhịp nó chưa giảm này nó thể nói, nó lại nó lại quay ngược lại nó đẩy một nhịp thì mình biết ngay rằng là cái nhịp đá con an xuống cái nhịp giảm tiếp theo rồi này cái nhịp giảm mà mà nhịp giảm này này đó mới là cái nhịp nhà tạo lập nó muốn rũ bỏ và mình thì mình thấy nó bình thường tức là mình giải thích được cái gì đang diễn ra thì mình thấy nó bình thường cái bitcoin dominion này nó đang cho mình một cái <laughs> nó cho mình một cái gọi là một sự thao túng rất là rõ ràng. Họ đang muốn và rất nhiều người sợ rằng là khi Bitcoin Dominant nó cái thị phần của Bitcoin nó chạm vào đây nó sẽ tiếp tục đi xuống và lúc này nó sẽ đi vào đao chen. Nó sẽ đi vào đao chen. À, mình không phản đối góc nhìn của bất kỳ ai cả. Tuy nhiên thì à, mình nghĩ rằng là mình sẽ theo dõi cái vùng cả này để mình tính. À, và với cái, cái 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 quan điểm của mình đó là cái nhịp tiếp theo nó sẽ là nhịp đi lên của cả Bit cả ăn coi được mình thể nó được giảm nó trụ rất là vững ở đây ăn coi nó có giảm nhưng mà nó vẫn đang có một cái trụ cả rất là tốt ở vùng này vậy có nghĩa rằng là người ta không muốn ăn sập đâu An thì không sập biết thì được đánh lên à, vậy thì hoàn toàn là chúng ta sẽ có kỳ vọng đó là là biết lên và an thì không sập thậm chí là ăn sẽ đi lên vậy thì chúng ta sẽ có một nhịp đồng pha của cái thị phần giữa biết và an tức là tiền nó sẽ đổ vào này nó sẽ bơm cả bít này nó sẽ bơm cả an này và nó sẽ và nó hợp lý rồi lúc này nó hợp lý rồi tức là tiền mới nó đã vào rồi vài tỷ đô vài tỷ đô trong vòng một tuần cứ nếu như cứ tiếp tục đà tăng trở lại tiền nó sẽ đổ thêm đổ thêm đổ thêm vào à, đó là một nhịp tốt cho cái đà tăng và nó đã bắt đầu nó 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 gọi là nó hợp lý với nhau các câu chuyện nó bắt đầu đi hợp lý với nhau rồi nhiều bạn sẽ lo lắng đó là bao giờ thì mùa an coi đến nếu như bit cứ tăng theo mình thì an coi đến và bit cứ tăng thì chuyện thì nó nó như thế này bit nó hoàn toàn nó có thể nó sẽ phải về test lại cái vùng 44 này rồi nó sẽ đi xuống thì chỉ cần nó đi xuống về lại cái vùng 39 này thôi mà tiền đổ vào liên tục thì A nó sẽ bay rất là mạnh tức là cái nhịp giảm của A nó sẽ có à, nhịp nhịp tăng của A mùa an an coi nó sẽ đến và và gọi là bit thì nó sẽ phải có một lúc nó sẽ đứng im sideways hoặc là nó sẽ giảm nhẹ vào cái nhịp như thế này sâu như thế này chứ mình không nghĩ rằng là nó đến đây đâu bởi vì nếu như mà nó chỉ giảm ở đây thôi thì mình nghĩ là nó sẽ xuống sâu hơn vì vậy mình kỳ vọng là Bitcoin dominant nó sẽ tăng nó sẽ tăng và để Bitcoin dominant tăng thì giá bit nó sẽ tăng nó sẽ tăng chứ nó sẽ không đi ngược xuống nó sẽ không đi ngược quá sâu xuống vậy tổng kết lại chúng ta đã có những cái thông tin theo mình là khá rõ ràng trong tuần này khác như với những tuần trước những tuần trước chúng ta thấy cái nhịp giảm nó rất là đáng sợ tuần này Trung Quốc đã phớt rồi à, đoạt lá của Mỹ cũng đã rồi, ok rồi SEC đã nói rồi, các bên luật của Mỹ họ cũng đã đưa ra những cái tuyên bố khá rõ ràng về những cái gì họ định làm với thị trường crypto rồi. Vậy mà giá chưa sập. Mình nghĩ rằng là những tin xấu không còn gì nhiều hơn nữa đâu. À, nếu như giá sập về 37 thì chúng ta sẽ tính tiếp. Nếu như giá đóng dưới 40.000, 39 vùng 39 40.000, mình nói nếu như có một cái cây nến đóng lên phía dưới vùng 39.500 vùng 40.000, đó là một tín hiệu cực xấu đối với mình, cực xấu không kỳ vọng điều đó chúng ta sẽ chờ nó vào những cái ngày đầu tháng uhm, những bạn nào đã được khuyên mua thì mình có nói đúng không ạ những bạn nào an toàn là rất nhiều anh em hỏi mình rằng là đồng coin này có an toàn hay không đồng coin kia có nên mua hay không thì mình có hay trả lời đó là gì đối với mình khi bitcoin nó còn đang đi xuống thì chẳng có đồng coin nào là an toàn hết tốt nhất là đừng có mua khi nào bitcoin nó chững cái nhịp xuống lại có dấu hiệu đi lên thì hãy mua vậy thì mình đánh giá rằng là đây là lúc mà nó có dấu hiệu chững các bạn có thể cân nhắc mua bao nhiêu phần trăm bốn là tùy các bạn và nếu như anh em nào mà đang định bán nhiều anh em hôm nay mình nghe trên một cái video của một kênh còn nói về câu chuyện của một chị mới tham gia thị trường tham gia và đu đúng đỉnh đu những con rất là hot và tài khoản bị chia 1 phần ba thậm chí là gần chia đôi hỏi và cũng như là bạn nhắn tin cho mình hỏi như thế nhé là bây giờ âm mất rồi có nên nhảy ra để mà mua để mà đợi nó xuống rồi mua hay không thì mình khuyên tất cả những người còn đang hỏi câu đấy thì đừng nhảy ra đừng có nhảy ra nhảy ra các bạn đi xuống các bạn không dám mua đâu mà các bạn đi xuống các bạn sẽ thấy còn đầy những cái sự sợ hãi mà không dám mua đâu lúc nó hồi lên rồi mua vào khi ăn con là bay mạnh bitcoin chỉ cần hồi nhẹ thôi ăn con đã có thể bay mạnh rồi thế là lại mua giá cao hơn là mất số coi mà theo mình rằng là việc giá gì vào các bạn phải biết là mình sẽ đến đâu mình mình thoát hết hoặc là đến đâu mình mua lại thì hãy làm là hoàn toàn có thể là cái vùng mà các bạn nghĩ nó sẽ đi xuống ấy nó không xuống đến đấy đâu thế là cái vùng mà các bạn chờ mua ấy các bạn không mua được đâu các bạn cứ đặt nó sâu sâu và thông thường các bạn sẽ nhảy ra thì các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ xuống rất là sâu và thông thường thì <laughs> thông thường thì mình ngó qua một chút ở những cái đồng an coi xem thế nào thì mình nghĩ rằng là các đồng an coi đó đều đã ở những cái vùng khá là đáy rồi các vùng an coi đã ở những vùng khá đáy rồi nếu mà nó mà sập nữa thì nó sập xuống những vùng rất xấu thì những vùng này các bạn không dám mua đâu vậy thì mình khuyên mọi người đó là đừng đó là đừng ok people kipo vậy ra đúng không? đúng hai trăm tám còn IFS phải từ trước IFS hai một tám phát là sập luôn đây là những cái vùng hai trăm tám hay là một trăm sáu tám nó rất là mạnh phân tích kỹ thuật nó vẫn có cái giá trị không bao giờ có thể bẻ được các bạn thấy đây. những cái vùng như này còn IFS thì đáng ra nếu như là mà mà mình mà bắt mua lại là mình là mình sẽ mua ở vùng giá này đấy ăn được bao nhiêu phần trăm 7%, không có gì tiếc cả ăn thua à, một số anh em bạn đang nhắn tin nói về là cái thông tin khóa học mình có nói là mình sẽ công bố vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 đúng không ạ thì mọi người cố gắng chờ mình một chút không phải là mình bị trì hoãn đâu mình đã làm gần như xong rồi nhưng mà cái phía làm web và cái phía edit cho mình cái video họ đang kéo dài ra tiến độ họ tăng rất là chậm cái uh, việc họ thiết lập một cái web để cho đúng như cái ý của mình họ đang uh, họ đang trì hoãn và họ đang đang nói chung là họ đang làm cho mình rất là khó chịu uh, và có thể rằng là cái phía mà làm cho mình đó là người quen cho nên là có thể là cái sự quen thuộc nó đang làm cho họ họ, họ không nhiệt tình hay là họ không họ nghĩ rằng là mình mình chấp nhận được mình sẽ sẽ thông cảm thế nên mình đang cân nhắc là nếu như mà cái việc về video edit và cái việc làm web này nó bị trì hoãn thêm nữa thì mình sẽ nhảy sang một cái dịch vụ bên ngoài và mình sẽ up những cái video mà do mình tự edit lên luôn chứ mình không kéo dài thêm nữa mình biết nhiều anh em đang rất là rất là chờ đợi rất là 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 đã chờ đợi và đang làm là sốt ruột rồi thì cho mình thêm một ít thời gian nữa đầu tháng xong thì mình sẽ có thông tin cụ thể à, những cái video này nếu như các bạn thấy thông tin của mình nó hay và có ích thì xin cho mình xin một like một share một subscribe bật chuông nó lên à, comment động viên mình hoặc comment đưa ra ý kiến của các bạn về những nội dung mà các bạn muốn mình làm à, kết bạn facebook với mình để cập nhật những thông tin kịp thời nhất của thị trường cảm ơn mọi người một lần nữa hẹn gặp lại